Trong lịch sử phong kiến của Việt Nam, nhà Mạc là một trong những triều đại nắm triều chính ngắn chỉ với 66 năm, nhưng mà đã để lại cho đời sau nhiều dấu ấn bí ẩn và hàng loạt chứng tích lịch sử trên giải đất duyên hải Bắc Bộ. Nổi bật hơn cả là phải kể đến vị vua đã tiễn đưa nhà Mạc xuống tận hố sâu vì cái thói hoàng dâm háo sắc của ông khi âm mưu giết cả tướng tài để cưới em gái của vợ mình. Và cái kết thì chắc chắn rồi, cũng chẳng thể nào mà tốt đẹp. Thêm một drama trong lịch sử mà hết các sách giáo khoa của trường học chưa thể nào khai phá hết. Vậy thì hãy cùng Taka tìm hiểu. Mạc Mậu Hợp, ông vua thong manh hoang dâm đòi này nọ với em vợ và pha đưa tiễn nhà Mạc xuống vực sâu. Nhà Mạc thì đã trải qua 5 đời vua: Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải, Mạc Phúc Nguyên và Mạc Mậu Hợp. Đến đầu năm 1593, triều đại nhà Mạc chính thức khép lại dưới tay quân Lê Trịnh, đánh dấu 66 năm trị vì. Chẳng cần đi qua thung lũng đâu, ông vua này cũng bị bóng đêm ghi bàn chân bởi cái thói ăn chơi điên loạn, hoàng dâm háo sắc vô độ và là vết nhơ của nhà Mạc. Đó chính là Mạc Mậu Hợp. Mạc Mậu Hợp niên hiệu là Mạc Mục Tông, là vị hoàng đế Đại Việt thứ 5 của nhà Mạc thời Nam Bắc Triều trong lịch sử của Việt Nam. Ông lên ngôi năm 1562, lúc 12 tuổi mà thôi, và qua đó trở thành vua trẻ thứ 2 lúc lên ngôi. Ông trị vì cho đến khi truyền ngôi cho con là Mạc Toàn vào năm 1592, tổng cộng là 30 năm. Cũng chính ông vua này khiến cơ nghiệp họ Mạc suy vong. Một trong các nguyên nhân dẫn đến điều đó chính là thói hoang dâm hiếu sắc của ông. Ông vua bị mắc nhiều bệnh lạ. 30 năm ở trên ngai vàng, vua Mạc liên tục mắc các bệnh lạ hiếm thấy khiến các triều thần lẫn dân chúng không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể là vào năm 1578, ông bị sét đánh đến mức tê liệt nửa người. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép lại sự kiện chấn động khi mà thiên tử nhưng lại bị sét đánh như sau. Vào tháng 2 ngày 21, Mạc Mậu Hợp bị sét đánh ở trong cung, bị bại liệt nửa mình. Sau chữa thuốc lại khỏi, bèn đổi niên hiệu, lấy năm ấy làm năm Diên Khánh thứ nhất. Chắc hẳn là nhiều người đang thắc mắc vì sao ở trong cung mà lại bị sét đánh trúng phải không nào? Nhất là khi là một chân mệnh thiên tử, con nhà trời mà còn bị trời đánh nữa. Có phải là như trong Diên Hy công lược khi Ngụy Anh Lạc hôm mưa gọi sét đánh trúng Cao Quý Phi hay không? Đơn giản mà thôi, bởi vì ngày xưa hệ thống chống sét chưa được phát triển cho lắm, các vật quý trong cung lại toàn là vàng với sắt, những đồ dễ dẫn sét, thế nên ngay cả thiên tử cũng chẳng thể nào tránh khỏi bị sét đánh. Đến năm 1581, ông tiếp tục bị thong manh mắt mờ, phải chữa trị vài năm thì mới khỏi. Theo Đại Việt Thông Sử, năm ấy Mậu Hợp bị chứng thong manh mắt mờ, trông không có rõ, y sai mới thầy thuốc giỏi thiên hạ tới chữa. Trong vài năm, con mắt lại được bình phục như thường. Ông vua nhà Mạc liên tiếp gặp phải những bạo bệnh kỳ quái và được chữa khỏi, khiến dân chúng sinh ra giả thuyết. Đây chính là điềm báo của trời, cho thấy cái ông vua này sau đó sẽ bị trời đất không dùng chăng. Và sự thật lịch sử đã chứng kiến một vị vua hoang dâm vô độ, một tay đưa tiễn nhà Mạc xuống hố chỉ vì thói háo sắc chẳng hòa. Còn dâu cũng tiếc mà còn giếc cũng muốn. Thấy chị vợ xinh đẹp mà đem lòng cướp trắng đi, để rồi khi xuống địa phủ suy ngẫm lại cuộc đời, liệu rằng Mạc Mậu Hợp có hối hận hay không? Và chẳng giống như một ván cờ, nước đi đó mình đi nhầm, cho mình đi lại. Tất cả thì đều đã quá muộn mất rồi. Âm mưu thủ tiêu anh rể, cướp cả em vợ và cái giá của kẻ tham lam ngu dốt. Buổi đầu lên ngôi thì Mạc Mậu Hợp không phải vất vả giải quyết quốc sự vì có nhiếp chính vương Mạc Kính Điền quá hùng tài đại lược, xoay sở gồng gánh đâu vừa đó. Thế nên ông nhãi Mậu Hợp từ năm 2 tuổi đến khi tròn 18 tuổi cứ lông ba lông bông ăn chơi sa đọa, ý thế giữa ơi và Mạc Kính Điển hết mực, mà quên đi cái gọi là trị quốc của một minh quân. Rồi vào một ngày đẹp trời năm 1580, nhiếp chính vương Mạc Kính Điển lăn quay ra chết. Cái trụ của Bắc Triều không còn nữa, quân sự thì xuống dốc. Nhiếp chính Mạc Đôn Vương lên thay, nhưng mà chỉ gồng gánh được vài năm thôi thì toàn nặng. Trong khi Bắc Triều ngày càng suy vi, thì Nam Triều lại nổi lên như diều gặp gió. Trịnh Tùng tỏ ra còn giỏi hơn Trịnh Kiểm, mưu kế binh pháp thuộc lào lào như máy hát, binh lực thì dồi dào, tướng tài đông đảo. Đợi một cơn gió xuân nữa thôi là thổi bùng lên cơ nghiệp vĩ đại. Trước tình cảnh ấy, Mạc Mậu Hợp không những không biết lo lắng mà còn bê tha tích hưởng lạc, kiêu ngạo sủng nịnh. Nhiều quan đại thần chán nản mà xin nghỉ hưu non, nhưng mà Hợp không đồng ý. Khi ấy, quan thái bảo Giáp Trưng từng khuyên vua rằng: "Trí túc bất nhục, tức là biết đủ thì không nhục." Sao mà vua không có nghe? Chán nản vì lãnh đạo mà ngu như con bò, bót như này chỉ tổ bị giết sớm mà thôi. Giáp Trưng cùng nhiều quan lại cũng bỏ của chạy lấy người về vườn trước cho đỡ mang họa. Sau đó quân Mạc bị Trịnh Trùng đánh như một trận nhớ đời, phải chạy như là vịt.
Cũng may nhờ có tướng Nguyễn Quyện nên giữ được thành Thăng Long. Ngỡ tưởng Mậu Hợp đã ý thức được thế sự, thế nhưng hỡi ôi, y vẫn chứng nào tật đó. Nếu như trong lịch sử Trung Quốc có không ít các chuyện hôn quân bạo chúa, cướp vợ của thân dân, con em hoàng tộc hoặc bề tôi của mình để thỏa mãn dục vọng, thì lịch sử Việt Nam chỉ có duy nhất vua Mạc Mậu Hợp là dám làm chuyện như vậy. Cái sự càn rỡ của ông này thì không bút tích nào tả được. Nguyên lão tướng Nguyễn Quyện, người vừa giúp cho nhà Mạc và Mậu thoát được một mạng từ tay quân Trịnh, sinh được hai người con gái. Con gái lớn là hoàng hậu Nguyễn Thị của Mậu Hợp, con gái thứ là Nguyễn Thị Niêu được gả cho tướng Bùi Văn Khuê. Thân tín và đắc lực và là tướng lĩnh tài ba còn sót lại của nhà Mạc lúc này. Nguyễn Thị Niên trong một lần vào cung thăm chị gái hoàng hậu liền bị vua bắt gặp. Chỉ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Hợp đã lên cơn hứng tinh với em vợ và động lòng tham. Đàn ông nhìn thấy gái thì mắt chữ A mồm chữ O, thèm nhỏ dãi là cái chuyện bình thường. Thế nhưng cái dở của Hợp là không biết tiết chế cái thói mê gái háo sắc của mình, đem dục vọng hoang dâm tém tém lại, mà còn định bày mưu tính kế giết luôn em chồng để mà cướp em vợ, khiến cho trời đất cũng không độ được. Sự việc này xảy ra vào cuối năm Nhâm Thìn, năm 1592. Sách Lê Triều Thông Sử đã viết: vợ viên trấn thủ Nam Đạo Sơn, quận công Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên, tức là con gái của Nguyễn Quyện. Chị gái của Thị Niên là hoàng hậu của Mậu Hợp. Vì thế Thị Niên thường được ra vào trong cung. Mậu Hợp mới thấy Thị Niên, đem lòng yêu mến, bèn ngầm tính kế giết Văn Khuê để mà cướp vợ của y. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cơ Mộc còn cho biết rõ hơn: chúa Mạc là Mậu Hợp ngày càng say đắm tiểu sắc, Nguyễn Thị là con gái của Nguyễn Quyện và là vợ Bùi Văn Khuê. Nhân có em gái là vợ của Mạc Mậu Hợp nên thường ra vào trong cấm cung. Mậu Hợp ưng ý Nguyễn Thị vì nàng có nhan sắc nên muốn giết Văn Khuê để mà chiếm lấy nàng. Cũng may Thị Niên là người có đức hạnh, bị vua cho giữ lại ở một đêm trong cung. Biết thói háo sắc của ông anh rể quý này, mới bèn sai người hậu cận chạy đi mật báo cho chồng. Văn Khuê thì biết chuyện, bèn đem quân bản bộ tự ý rút về Gia Viễn, đóng binh một chỗ, không chịu vào chầu. Mậu Hợp sai quân đến bức bách để bắt Văn Khuê. Văn Khuê sai con trai là Văn Nguyên chạy vào Thanh Hóa, khóc lóc kể hết nội tình và dâng lễ đầu hàng, đồng thời xin quân cứu viện. Trịnh Tùng ưng nhận cho hàng và mừng rỡ nói: Văn Khuê đầu hàng, thế là trời giúp ta chóng được thành công, đất đai bản triều có thể hẹn ngày khôi phục được rồi. Trịnh Tùng bèn cho Hoàng Đinh Ái dẫn một đạo quân đi cứu Văn Khuê và khởi địa binh theo sau. Sau đó 10 tướng Mạc cũng thất vọng hành vi thiếu đức hạnh của vua Mạc mà chạy sang hàng quân Nam. Tình hình nhà Mạc ngày càng nguy cấp. Tới ngày 14 tháng 12 năm 1592, lũy quân Mạc bị quân Nam triều phá, quân Mạc tan nát, đánh mất Thăng Long, phải chạy lên Cao Bằng lánh nạn. Mạc Mậu Hợp gấp rút truyền ngôi cho con, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào chùa giả làm nhà sư để mà ẩn náu. Nhưng mà rồi phật nào độ nổi cho ông này đây? Theo Đại Nam Quốc Lực Sử đã ghi, lúc ở ẩn trong chùa, Mạc Mậu Hợp xưng hiệu là Võ An. Quân sĩ được người dân chỉ, bèn đến chùa thấy Mậu Hợp nghiễn nhiên ngồi xếp bằng. Gạn hỏi thì Mậu Hợp ấm mớ đáp rằng: bần tăng tu hành từ hồi còn trẻ ở cái am mây này, chén muối đĩa rau, hàng ngày trai dưỡng, thắp hương thờ Phật, công đức truyền làm. Quân sĩ thấy nhà sư nói hoạt bát khiêm tốn, biết là Mậu Hợp, mới bèn bắt giữ lại. Mậu Hợp tự liệu là không thể nào thoát được, bèn thú thực và nói rằng: mấy ngày trước đây tôi chạy trốn ẩn núp ở trong rừng rậm, đã quá đói khát rồi, dám xin cho một bình rượu uống cho đã. Quân Lê Trịnh nghe thấy vậy liền đưa cho vua Mạc bình rượu. Ông uống xong mới than rằng: nghiệp chướng quá là sâu, nay cầu là một người dân thường cũng không thể nào được. Tội lỗi chỉ vì tổ tiên đã làm sự giết vua cướp ngôi, đến nỗi con cháu ngày nay phải mắc tội nặng như vậy. Mong tướng sĩ dẫn tôi đến trước hoàng đế để bày tỏ thực tình, đó là lòng tôi rất mong muốn như vậy. Trước khi chết mà vẫn cố xin được hớp rượu, đúng là bản lĩnh của vua Pleasant thì kiểu gì cũng khiến cho người đời đỡ không có được. Sau đó vua Mạc bị đưa về doanh trại nhà Lê Trịnh để giam cầm. Các quan văn võ ở đây đều bàn: chiếu điều luật, những kẻ phạm tội thoán thí là giết vua cướp ngôi thì xử theo luật lăng trì là tùng xẻo để làm gương cho mọi người và đúng phép nước. Lại đem thủ cấp tế cáo nhà Tôn Miếu để rửa sự sỉ nhục của tiên vương và bất cơn giận của thần nhân. Cuối cùng Trịnh Tùng bèn sai đem treo sống Hợp 3 ngày, chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, đem thủ cấp dâng lên vua Lê Thế Tông, đóng đinh vào hai con mắt rồi bêu ra ngoài chợ. Con trai của ông lên làm vua không được lòng người, ngầm trốn chạy nhưng cũng bị bắt, cũng bị đem đi chém đầu tại bến Thảo Tân, chấm dứt 66 năm cai trị của nhà Mạc. Và video đến đây lại kết thúc mất rồi. Anh em thấy chủ đề lịch sử này có hấp dẫn không nào? Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Tagawai ngay lập tức để đón xem video mới nhất của mình nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.